Vào giáp Tết Kỷ Hợi, chúng tôi có dịp về lại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tìm đến nhà bà Quỳnh Thị Ba mà mọi người thường gọi theo tên chồng là bà Sáu Tiễn ở ấp Thạnh Mỹ. Cũng là lúc cả nhà rộn rã tiếng nói cười, quay quần trên chiếc gián ngựa chứa đầy lá chuối, nếp, thịt, chuẩn bị gói bánh tét cúng ông bà ngày Tết. Đối với bà Sáu Tiễn, đòn bánh tét không chỉ để cúng ông bà tổ tiên theo phong tục từ bao giờ, mà còn chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên. Trong chiến tranh, nhà bà Sáu Tiễn chỉ cách đồn địch bên kia sông chừng hơn 100 mét. Chồng bà là ông Phan Văn Tiễn và người con trai lớn tham gia du kích địa phương. Một mình bà ở nhà tần tảo nuôi 8 người con. Biết gia đình tham gia cách mạng, kẻ thù thường xuyên hăm dọa, dụ dỗ, nhưng bà vẫn luôn vững dạ gánh vác vai trò trụ cột gia đình để chồng con yên tâm chiến đấu. Trời ơi, cái hầm của bà mà trốn Ubix đó hen, nó xuống nó xòm nó dậm chứ, nó tính làm hầm bí mật. Họ chơi đồ bên đó bắn chát chát đùng đùng, ghe đậu, tao có cái ghe bự 70-80 dạ đậu đó, đồ đạc dọn trong đó hết trơn. Thể hô cái gì sẽ vượt máy chạy, còn không có gì ở đây làm. Vậy mà sao dám mà ruộng cả 100 dạ lúa đó. Rồi ghét cái nó dụ nó cho gạo, cho này nọ, tới lương cái nó đem cho này nọ. Tôi nói thôi mấy ông cho tôi không nhận. Tôi nói thiệt với mấy ông thương tôi mang ơn. Tôi ở đây gà không mẹ, không có ai mà tục tôi được hết trơn. Bên kia cũng không tục mà mấy ông cũng không tục tôi được. Tôi không có nhận của ai. Ông ra lấy bà, cho bà gạo bà ăn mãn mùa, mà mãn tháng thì tới tháng tôi cho bà nữa. Không, tôi không lấy. Cho không lấy không á. Gạo ông lần bao chỉ xanh con thấy vô nguyên bao, cho nguyên bao thì ăn ngon chết. Mà bà không lấy đâu. Không, không ăn. Năm 1968, bộ đội Trung đoàn 1 U Minh đứng chân trên khu vườn nhà ông bà Sáu. Hiện nay là trụ sở xã Tân Phước Hưng trước cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân trên chiến trường Cần Thơ, trung tâm vùng 4 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Các anh về, ông bà Sáu và bà con trong xóm đều dành cho bộ đội những miếng ngon như đón những người thân của mình dù cuộc sống rất gian khó. Trung đoàn 1 với gánh 339 về đóng đây không à? Chắc không đi đâu chứ. Đóng đây thôi qua xong. Đóng người dài. Chỗ này bị cái ngay cái đường đất. Cái đường giải phóng mình rút về cái ngang. Nó cho nó dễ. Thành ra không có ít có đóng đâu đó. Thành ra ở đây rồi đó là cơm nước rồi là đây cũng nhân dân ở bỏ bọc nuôi. À, ăn uống này kia, cái này cũng như cái căn cứ ở đây nè, gánh của ông cha có gì ở đây đó, ở sao rõ tôi cái bò tôi lớn lắm mà, liếc trồng tràm, mấy ông ở ngoài đông lắm. Tết nó vui đừng có nói tới, thịt cá hen, bà mần một hộp chia bò dưa cải vậy nè, mấy đứa lại dắt thằng kia hỏi đâu mày. Nhà bà Sáu, thằng kia hỏi đâu mày, nhà bà Sáu, ăn hồi không còn hạp chi bò, bà mua cái khác mần, rồi cái tao dắt tối đói bụng á, sáng mai á, kêu bà Sáu ơi nấu cùm nếp ăn, nấu cùm nếp sáng mai, phải ưa cùm nếp, thấy sợ luôn rồi, ra bà còn nhiều không, tao nói, năm đó tao được 10 dạ nếp đó, ông Sáu mày mần được 10 dạ nếp á. Ăn gói bánh lá dừa, vài bữa có gói bánh lá dừa, vài bữa có nấu cơm nếp, ăn hoài vậy. Thịt heo kho nè, rồi bánh tra cha tét, bánh ít nè, đủ thứ cho. Tao vận động chị em, người đem lại mớ, đang xúm lại đang ăn. Trời ơi vui lắm con ơi, mấy năm đó vui dữ lắm. Mua chị em người nào, bả gói bánh lá dừa, bả nấu chè, có người thì làm xôi, đem lại. Tập trung lại ăn, nghe bộ đội về là hào hứng rồi, nó khiến cái gì đâu. Con thấy tới giờ nó đóng rồi nó đi, nó chống xuồng ba lá rồi nó ca, tao nhớ nó muốn chết luôn. Đó không phải là lần duy nhất mà gia đình ông bà Sáu Tiễn trở nên quen thuộc của bộ đội tiểu đoàn 309, trung đoàn 1 U Minh.
nên trong câu chuyện cả ông lẫn bà Sáu đều kể tên danh sách từng người một. Có lẽ đó là cái duyên giữa gia đình ông bà Sáu với tiểu đoàn 309, vì anh Phan Thanh Mỹ hiện nay là phó bí thư thường trực thị xã Ngã Bảy, khi chưa tròn 15 tuổi đã xin theo gia nhập đơn vị này với mong muốn trả thù cho người anh vừa hy sinh. Tuy không muốn xa con, nhưng ông bà Sáu vẫn không kìm được quyết tâm của anh Mỹ nên đã đồng ý cho con gia nhập quân đội. Chiến về đây là đóng đây nè, rồi mấy thầy trò nào Chiến ở đây lâu rồi nó nói tôi cho Mỹ ở đây theo tôi, không có chết chóc đâu, miễn là tôi chết nó chết ra, cho mày đi, mày phải bảo vệ nó nha. Nhưng mà nó chồng giúp một, nó cũng đi chỉ là có hai bộ đồ thôi chứ không được nhiều, nó thành ra đi bóp bụng mà cho con đi gớt nó mắt. Chiến tranh đã lùi xa, vùng quê Tân Phước Hưng hẻo lánh ngày nào giờ đã trở nên rộn rịp. Phía sau nhà ông bà Sáu Tiễn là tuyến đường nhựa rộng 3,5 mét, xe cộ tấp nập nối từ thị xã Cả Bảy về trung tâm xã Phương Phú của huyện Phụng Hiệp. Con đường này nối mạch đến thị xã Đông Mỹ. Thời quý khó đã qua, ông bà Sáu Tiễn giờ đây được sống an nhàn bên cháu con. Đối với bà Sáu, các con đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Bà đã được thấy và có được những thứ mà trước đây chẳng mơ tới. Hồi đó đi bộ đi xình đất không, bây giờ được vậy nha. Bây giờ con thấy giờ nó không khỏe, cái lên xe cái ụt cái tới chỗ nhà nước mà ro vậy đó tốt lắm. Bao nhiêu người chứ đâu phải mình con. Mình đừng nghĩ ra mà tu gia đình chánh sách thì mình đừng có nghĩ vậy, không phải đâu. Nhiều người hơn mình đó, người ta gia đình chánh sách, người ta 5-7 đứa con, người ta còn hy sinh hết nữa. Ta còn đau đớn hơn mình nữa. Xuân về, mọi cảnh vật hầu như đều thay đổi. Vùng quê Tân Phước Hưng anh hùng đang chuyển mình theo cuộc sống mới. Nhưng trong ký ức của những vị cao niên, kỷ niệm đẹp của những năm tháng gian quy vẫn còn trọng đại trong tâm trí. Chính nghĩa tình quân dân đã tạo nên sức mạnh vô đối, đập tan kẻ thù hùng mạnh, mang lại những mùa xuân thanh bình.